Ngày 8 tháng 11, Công an thành phố Long Xuyên cho biết, sau thời gian điều tra mở rộng vụ án, đơn vị vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trương Minh Hòa, sinh năm 1997, trú tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 5 năm 2021, Hòa nảy sinh ý định tìm kiếm nơi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang đi thế chấp tại các hộ dân và ngân hàng để lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện, Hòa đã sử dụng mạng xã hội liên hệ và cung cấp các giấy tờ liên quan để làm 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Hòa. Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, Hòa trực tiếp và nhờ người khác đem 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến nhà ông Ngô Hoàng Trăng và bà Lê Nhã Trúc cùng trú tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn để vay số tiền 370 triệu đồng. Trong đó, Hòa đã trả cho ông Trăng 100 triệu đồng và lấy lại một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đem đi đốt bỏ. Hành vi của Hòa bị ông Trăng và bà Trúc phát hiện và đến cơ quan công an tố giác. Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Hòa tiếp tục cùng vợ mang một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến văn phòng công chứng để làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bị công chứng viên phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp nên tố giác đến cơ quan điều tra. Đến ngày 22 tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hòa về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.